Bàn tay của em, tay em múa cho mẹ xem. Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh. Khi em Dù giơ tay múa và hát lên, không đám phải là bướm sở trường, xinh thế bay nhưng thầy múa. giáo Đào Văn Khi em Nguyên giơ vẫn tay không ngần ngại xuống, biểu ba diễn con làm bướm mẫu đậu cho trên học trò. không. Đến Hai nay bàn đã tay 10 của năm, em như thầy trở hai thành con giáo viên bướm nuôi dạy xinh trẻ. xinh. Khó khăn thì cái chỗ múa hát thì nó cũng hơi khó khăn một tí, cái chỗ đấy. Còn cái khác thì cũng như các bạn nữ thôi, như nhau hết. Cái khác mà thầy nói ở đây là tất cả mọi việc, từ việc dạy học theo đúng chương trình đến việc chăm sóc vệ sinh cá nhân cho trẻ. Tất cả đều được một tay các thầy chu tất. Cháu thì đến một tuần không tắm, còn về quần áo thì 2-3 tuần cũng mặc một bộ đấy. Đến lớp thì các thầy cô quan tâm vệ sinh cá nhân cho các cháu sạch sẽ. Nói chăm thì cũng như chăm con của mình thôi. Có khi con của mình còn không được chăm bằng các cháu đâu. Thì một tuần mới về nhà một lần. Có những điểm bản về mùa mưa đi bộ đến cả ngày đường mới đến được bản. Đối với lại bậc học mầm non thì chúng tôi có 14 đơn vị trường. Rất may mắn cho chúng tôi là đã thu hút được 30 giáo viên nam. Các thầy đã tình nguyện xung phong lên các cái bản xa nhất, khó khăn nhất để cống hiến. Vùng núi cao mùa này thường xuyên có mưa to và gió lạnh, khiến cho con đường đến trường của các thầy gian nan hơn bao giờ hết. Thế nhưng, tình yêu con trẻ, sự hy sinh của các thầy đã mang đến nắng ấm cho những em bé nơi biên cương của Tổ quốc. Gió thổi cay nghiêng lá rụng nhiều lá.